Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự 9 giờ 30 phút của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh vừa tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng 6 tháng cuối năm 2024. Nửa đầu năm nay, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết, chỉ thị về nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác biên phòng. Tuần tra song phương một lần, tuần tra liên hợp 5 lần với 555 lượt cán bộ chiến sĩ mỗi bên tham gia, phối hợp tổ chức 11 chương trình an sinh xã hội tại khu vực biên giới, tổng trị giá gần 2 tỷ đồng, tổ chức gần 1.000 buổi tuyên truyền, thu khoảng 21.000 lượt người tham gia. Sau tháng cuối năm, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, chủ động nắm chắc, dự báo sát đúng tình hình, xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra, bảo vệ biên giới bình yên. Hội nghị cũng đã tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 689 của Quân ủy Trung ương về phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn. Ngày 26 tháng 6, Chi cục Thống kê huyện Bát Sát tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024. Trong thời gian 3 ngày từ 26 đến 28 tháng 6, các đại biểu được giới thiệu phương án điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế xã hội của 53 dân tộc thiểu số, một số quy định trong điều tra, hướng dẫn cách hỏi, ghi thông tin nội dung phiếu điều tra, sử dụng trang web tác nghiệp điều tra, cài đặt và sử dụng phần mềm KPI trong thu thập thông tin, phiếu bảng kê, phiếu hộ. Lễ ra quân sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 7 trên toàn tỉnh, tiến hành điều tra thu thập ở 435 địa bàn. Theo kế hoạch sẽ có hơn 400 điều tra viên tham gia thực hiện công tác điều tra thu thập thông tin. Thưa quý vị và các bạn, cùng với hơn 1 triệu thí sinh cả nước, sáng nay hơn 8.300 thí sinh của Lào Cai đã có mặt tại các điểm thi. Các em được tạo điều kiện tốt nhất, nhanh chóng hoàn thành thủ tục và vào phòng thi, bước vào môn thi ngữ văn đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2024. Mặc dù trời có mưa nhỏ, song từ hơn 6 giờ, hàng nghìn thí sinh của Lào Cai đã có mặt tại các điểm thi để làm thủ tục vào phòng thi. Sự nỗ lực trong quá trình học tập cũng như tập trung cao độ trong đợt ôn luyện vừa qua nên tâm trạng của hầu hết học sinh đều khá tốt. Bên cạnh sự chuẩn bị chu đáo tại các điểm thi thì sự có mặt của lực lượng chức năng trong đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, lực lượng đoàn viên thanh niên các địa phương với nhiều hoạt động thiết thực trong chương trình tiếp sức mùa thi, tất cả đều sẵn sàng hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho các thí sinh. Huyện đoàn Mường Khương đã thành lập các đội hình như là đội hình tổ an ninh trật tự, an toàn giao thông, đội hình đội thanh niên xe ôm miễn phí và đội hình thanh niên bảo vệ môi trường cũng tại các địa điểm thi. Hiện tại trên địa bàn huyện Mường Khương thì có 3 địa điểm thi có trên 120 tình nguyện viên tham gia tiếp sức mùa thi năm 2024. Tôi cũng động viên các cháu là cố gắng không vi phạm các cái quy chế thi như không mang đồng hồ này, không mặc các cái áo có chữ này, đi vào đúng giờ này để không vi phạm quy chế thi. Và tôi cũng động viên các cháu là bình tĩnh làm bài cho đạt kết quả thật cao. Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng tôi đang ở điểm thi số 1 tại trường Trung học Phổ thông số 1 của huyện Mường Khương. Tại điểm thi này thì có 273 thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2024 này. Và toàn huyện Mường Khương thì có trên 600 học sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp năm nay. Và còn khoảng hơn một tiếng đồng hồ nữa thì các bạn sẽ hoàn thiện cái bài thi đầu tiên, bài thi môn ngữ văn của buổi sáng nay. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong các cái chương trình thời sự tiếp theo của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Vâng, sáng nay thì các thí sinh thi môn ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút. Theo báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo, tổng số thí sinh đăng ký dự thi bài thi ngữ văn là 8.328 em. Đến sáng nay thì số thí sinh dự thi là 8.302 em, vắng 26 thí sinh, trong đó 3 em bị ốm, 5 em được miễn thi do khuyết tật nặng, 2 em được miễn thi do tham gia kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia, dự thi Olympic quốc tế, 16 thí sinh vắng không lý do. Phản ánh về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại các điểm thi trong tỉnh, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong các bản tin thời sự tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, hàng năm trên địa bàn tỉnh vẫn xảy ra những vụ tai nạn đuối nước thương tâm ở trẻ và có xu hướng gia tăng trong dịp hè. Vì vậy, việc trang bị cho các con kiến thức, kỹ năng cơ bản để bảo vệ bản thân trong môi trường nước đã và đang được nhiều phụ huynh quan tâm thực hiện.
Phóng sự được thực hiện tại thành phố Lào Cai. Xác định bơi lội là kỹ năng không thể thiếu để đảm bảo an toàn cho con trẻ trong môi trường nước, nên hè này, anh Nguyễn Văn Thanh ở phường Xuân Tăng đã đăng ký cho con tham gia học bơi. Đồng thời anh cũng dành thời gian cùng con lên mạng tìm hiểu về các biện pháp phòng chống đuối nước, nhất là trong các tình huống khẩn cấp. Việc học bơi cho các cháu là rất cần thiết. Tôi cũng rất là mong muốn là các cháu càng ngày càng đông những đứa trẻ biết bơi. Nó mang lại cái sức khỏe và mang lại cái phòng chống đuối nước. Nếu bạn ấy bị đuối nước, chúng ta hãy lấy một cây gỗ hoặc là lấy một cây thừng để cho bạn ấy bám ra, xong rồi chúng ta kéo lên. Chúng ta không nên đi xuống, tại vì nếu mà như thế bạn ấy dìm đầu mình xuống có thể bị ngạt cả hai. Với một khóa học bơi kéo dài 15 buổi, các em học bơi sẽ được hướng dẫn các bài khởi động trước khi xuống nước, các kỹ năng nhịn thở, nổi dưới nước, một số kiểu bơi cơ bản, cho đến cách xử lý tình huống nguy hiểm khi phát sinh khi đang bơi, khi phát hiện có người đuối nước. Nên trang bị cho các con em mình và thậm chí cả người lớn những kỹ năng cần thiết với nước, đó là biết bơi. Đối với những người biết bơi rồi, chúng ta không nên chủ quan mà nên thường xuyên rèn luyện. Nên làm quen môi trường nước thì nó sẽ rất là tốt cho sức khỏe. Những vụ đuối nước thương tâm xảy ra trên địa bàn tỉnh thời gian qua phần lớn là do trẻ chưa biết bơi lội, chưa được trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản để đảm bảo an toàn trong môi trường nước. Vì vậy, cùng với nỗ lực của chính quyền địa phương, các nhà trường, cha mẹ cũng cần quan tâm đầu tư, giúp trẻ có những kiến thức, kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước phù hợp, từ đó hạn chế đến mức thấp nhất những rủi ro, tai nạn thương tâm đáng tiếc cho trẻ, đem lại hạnh phúc, bình yên cho mỗi gia đình và toàn xã hội. Huyện Bảo Thắng hiện có 36 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, với gần 400 thành viên. Các hợp tác xã này hoạt động hiệu quả, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động nông thôn. Để có kết quả trên, Bảo Thắng đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, nhất là các hợp tác xã nông nghiệp, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh địa phương. Hàng năm, huyện tổ chức các lớp tập huấn, tạo điều kiện cho các hợp tác xã tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, tiếp cận chính sách cho vay phát triển sản xuất. Đặc biệt, các hợp tác xã đã xây dựng các mô hình sản xuất chuyên canh, nâng cao chất lượng sản phẩm, liên kết tiêu thụ nông sản tại địa phương. Huyện Bảo Yên hiện có khoảng 578 hectare chè tập trung tại các xã Xuân Hòa, Lương Sơn. 6 tháng đầu năm nay, sản lượng chè búp tươi đạt 650 tấn, ước tính giá trị từ cây chè đạt trên 11 tỷ đồng. Để nâng cao giá trị kinh tế cây chè, huyện Bảo Yên khuyến khích người dân thực hiện tốt việc chăm sóc, tiến hành cải tạo, thay thế giống chè già cỗi, năng suất thấp bằng một số giống mới có năng suất chất lượng cao như Kim Tuyên, Tứ Quý. Áp dụng quy trình Việt Gáp cho diện tích chè kinh doanh, trồng chè mới theo hướng hữu cơ. Theo Nghị quyết 10, huyện Bảo Yên phấn đấu đến năm 2025 phát triển vùng nguyên liệu chè hơn 800 ha, sản lượng chè búp tươi đạt hơn 7.200 tấn, thu hút được ít nhất 2 doanh nghiệp chế biến sâu sản phẩm chè. Tiên phong trong việc đưa cây măng bói về trồng tại địa phương, đảng viên Phạm Văn Chế ở bản Nỏng, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn còn là người đầu tiên đứng ra tập hợp, liên kết bà con cùng trồng, thành lập hợp tác xã và xây dựng thành công sản phẩm măng bói đạt sao cóp tập thể. Cách làm này mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế, giúp thu nhập của người dân ở đây được nâng lên rõ rệt. Khi chưa tham gia vào hợp tác xã, nhiều hộ dân như anh Nông Quang Linh phải thố măng ra chợ bán lẻ mỗi ngày. Tiêu thụ chậm, thị trường không ổn định, giá cả lại bấp bênh. Nhưng từ khi liên kết sản xuất, tham gia vào hợp tác xã theo mô hình của đảng viên Phạm Văn Chế, giờ đây sản phẩm của gia đình anh Linh và các hộ trưởng măng trong thôn đều tiêu thụ thuận lợi, thu nhập cũng tăng lên. Khi em chưa tham gia hợp tác xã thì nó khó tiêu thụ hơn, đầu ra nó cũng không ổn định mấy ạ. Bây giờ thì khi gia đình em gia nhập vào hợp tác xã thì nó dễ tiêu thụ hơn, đầu ra nó ổn định hơn. Về mặt trồng thì được mọi người hỗ trợ nhiều hơn. Nhận thấy lợi thế địa phương, ông Chế đã đưa cây măng bói về trồng, cho hiệu quả kinh tế cao và trở thành hộ trồng nhiều nhất của huyện Văn Bàn. Để nâng cao giá trị sản phẩm, ông chủ động liên kết với bà con cùng hỗ trợ vốn, kinh nghiệm sản xuất, thành lập hợp tác xã và xây dựng thành công sản phẩm măng bói đạt sao cóp. Bà con với chúng tôi thành lập cái hợp tác xã, cái thứ nhất là nó có ưu điểm được nhiều hộ, cái thứ hai nữa là cộng vào được nhiều diện tích, thứ ba nữa là sau khi làm thành sản phẩm thì nó mới đủ tiêu thụ ra thị trường.
Bản thân đồng chí là một đảng viên và khi về địa phương thì đồng chí rất tích cực, sáng tạo, tìm tòi ra những cái mô hình phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện và thực tế của gia đình. Từ cái mô hình của ông thì đã lan tỏa ra rất nhiều những hộ gia đình học tập về kỹ thuật nhân giống. Hiện Hợp tác xã Nông nghiệp Khánh Yên Thượng đã thu hút được 9 thành viên tham gia, diện tích trồng măng bói đạt khoảng 60 hectare, trong đó 40 hectare đang cho thu hoạch. Riêng gia đình ông Chế có 15 hectare, một năm xuất bán khoảng 50 tấn, thu về từ 300 đến 400 triệu đồng. Với sự nỗ lực quyết tâm cao, đảng viên Phạm Văn Chế cùng bà con nơi đây đã nâng tầm sản phẩm nông nghiệp địa phương, mở ra hướng đi mới cho phát triển kinh tế trên địa bàn. Chuyển sang thông tin thời sự trong nước, liên quan tới vụ cháy nhà trọ ở Trung Kính khiến 14 người tử vong vào cuối tháng 5 năm 2024, Công an thành phố Hà Nội đã xác định nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn. Theo đó, nguyên nhân cháy được xác định rõ là chập mạch điện trên đường dây dẫn ở khu vực đầu xe máy điện làm cháy lớp vỏ cách điện, sau đó cháy lan ra các xe máy xung quanh. Ngày 25 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy để điều tra làm rõ vụ án, hành vi vi phạm của tổ chức cá nhân liên quan. Các doanh nghiệp tỉnh Long An có nhu cầu tuyển dụng hơn 3.850 vị trí việc làm, tập trung chủ yếu ở các khu cụm công nghiệp. Dự báo trong năm nay, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An cần tuyển khoảng 19.500 vị trí việc làm. Trong số đó, lao động phổ thông chiếm 60%, kinh tế văn phòng chiếm 16%, còn lại ngành chế biến chế tạo và kỹ thuật cơ khí công nghệ. Hiện ngành chức năng đang triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động như cập nhật nhu cầu đào tạo tuyển dụng lao động của doanh nghiệp hàng tuần, triển khai 25 phiên giao dịch việc làm trực tiếp, lưu động để kết nối người lao động với doanh nghiệp cần tuyển lao động, cải thiện mức lương, các chế độ đãi ngộ hợp lý để giữ chân người lao động. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa hỗ trợ tỉnh Bắc Cạn 5.000 lít hóa chất Halodin 10% thuộc hàng dự trữ quốc gia để phun tiêu độc khử trùng nhằm khoanh vùng dập dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Cạn, đến ngày 21 tháng 6, dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 2.538 hộ thuộc 8 huyện, thành phố. Tổng số lợn mắc bệnh phải tiêu hủy hơn 11.300 con, tương đương với trọng lượng khoảng 488 tấn. Trong khi dịch tả lợn châu Phi có chiều hướng lây lan rộng, thì bệnh viêm da nổi cục trên châu bò cũng tái phát trên địa bàn. Nguy cơ dịch chồng dịch đang khiến nhu cầu sử dụng hóa chất phun tiêu độc khử trùng tăng cao. Bản tin sẽ được tiếp tục với những thông tin thời sự quốc tế nổi bật vừa diễn ra. Hành trình 3 năm nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Trung Quốc đã mang lại cho cả hai bên nhiều thành tựu đáng kể. Phát biểu tại diễn đàn ASEAN-Trung Quốc tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN ở thủ đô Jakarta, Indonesia, Tổng Thư ký ASEAN cho rằng tầm nhìn tương lai của quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Trung Quốc cần thích ứng với bối cảnh địa chính trị năng động, qua đó kịp thời ứng phó thách thức và đón nhận cơ hội. Trong phát biểu đáp lời, trưởng đại diện phái đoàn thường trực Trung Quốc tại ASEAN, đại sứ Hầu Diễm Kỳ tin tưởng hai bên nên thúc đẩy hợp tác thực chất và toàn diện hơn trong thời gian tới, tập trung vào việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác phát triển khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo cũng như đầu tư cho nguồn nhân lực trẻ. Từ năm 2019 đến nay, Singapore đã thu giữ và phong tỏa khoảng 4,4 tỷ đô la Mỹ giá trị các tài sản và hiện vật liên quan tới hoạt động tội phạm và rửa tiền. Riêng trong năm nay, lực lượng chức năng Singapore đã tiến hành rất nhiều cuộc đột kích nhằm vào vụ án rửa tiền có tổng giá trị lên đến 2,2 tỷ đô la Mỹ, một trong những vụ án tiền bẩn lớn nhất thế giới. Cảnh sát đã thu giữ nhiều tài sản, xe cộ và vật phẩm xa xỉ, cũng như bắt giữ nhiều người nước ngoài có liên quan. Ngành ngân hàng, trong đó có hoạt động quản lý tài sản, được đánh giá có nguy cơ rửa tiền cao nhất tại Singapore vì thường thực hiện khối lượng giao dịch lớn và tiếp xúc với nhiều tiệm khách hàng có nguy cơ cao. Bộ Đất đai, Cơ sở Hạ tầng và Giao thông Vận tải Hàn Quốc cho biết, nhiều hãng xe ô tô của nước này sẽ phải triệu hồi hàng chục nghìn xe vì lỗi linh kiện. Cụ thể, các hãng Hyundai Motor, Kia Corp và hai hãng sản xuất ô tô khác ở nước này sẽ triệu hồi hơn 456.000 xe thuộc 11 mẫu khác nhau. Trong số này, Hyundai triệu hồi hơn 236.000 xe thuộc hai mẫu bị lỗi thiết kế động cơ nguy hiểm, sẽ có thể gây hỏa hoạn.
cùng với hơn 18.000 xe hybrid thuộc dòng Santa Fe bị lỗi phần mềm ở hệ thống phanh điện tử. Hãng Kia triệu hồi hơn 157.000 xe SUV Sportage bị lỗi ở bộ điều khiển thủy lực trong hệ thống phanh ABS. Hãng Volkswagen triệu hồi hơn 4.000 dòng ID.4 do lỗi phần mềm trong bộ điều khiển thông tin và điện tử. Còn hãng Tesla triệu hồi hơn 2.800 xe thuộc 4 mẫu do lỗi hệ thống cảnh báo dây an toàn. Theo cảnh báo của Tổ chức Giao thông Vận tải và Môi trường Châu Âu, nồng độ bụi mịn cao được giải phóng khi nhiên liệu máy bay phản lực bị đốt cháy gây nguy cơ sức khỏe cho 52 triệu người sống quanh các sân bay bận rộn nhất trong khu vực. Tổ chức Giao thông Vận tải và Môi trường đã phân tích mức độ tập trung của các hạt bụi siêu mịn xung quanh sân bay Amsterdam Schiphol. Kết quả cho thấy, trong bán kính 5 km xung quanh sân bay này, nồng độ các hạt bụi siêu mịn lên tới từ 4.000 đến 30.000 hạt trên mỗi cm khối, cao hơn nhiều so với con số từ 3.000 đến 12.000 hạt trên mỗi cm khối tại các trung tâm thành phố. Ngoại kết quả này cho 32 sân bay bận rộn nhất châu Âu. Tổ chức này nhận định 52 triệu người sống trong bán kính 20 km xung quanh các sân bay trong khu vực có nguy cơ mắc các tình trạng sức khỏe nghiêm trọng do nồng độ bụi mịn siêu cao. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.